Sinh sau đẻ muộn mới là huyền thoại. Đây là siêu phẩm của mào núi. Hai con càng về cuối vụ ở cái thời điểm mà con chim nó gần sinh sản xong hết rồi mà vẫn tìm được rất là nhiều tổ chim. Đầu xà, mắt xích, mỏ mỏng. Đây chính là truyền nhân của lộc cô của bại. Tách nó ra để cho nó làm mồi. Hello, mình xin chào mấy tất cả anh em nhé. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Hôm nay là mình có lên trên chú của mình để mà chơi nhưng mà đây này, chú mà hôm nọ mình có lên bắt mấy em xà mào núi. Thì ở nhà chú ở trên này thì cũng có nuôi rất là nhiều loại chim như nhé. Đặc biệt là cái con này này, cũng gốc to, rất là to luôn. Đây là xà mào yếu. Cái này cũng là một con cua gốc to ấy. Con này thì mỏ rất là to luôn anh, to kinh khủng. Đó, chắc là nên bắt 3-4 con sóc gì đấy ở trên chú xong rồi mang về nuôi ấy. Con sóc bụng xám ấy, thì bây giờ con sóc bụng xám của mình nó cũng sinh sản rồi anh ạ. Đây gà rừng này. Thì vừa nãy là mấy anh em mình có lượn qua lượn lại và phát hiện ra ở trên cái ngọn cây tre có một cái tổ chim trà mào núi đấy anh ạ. Vô tình như nào lại phát hiện ra một cái tổ trà mào núi đấy anh em ơi. Đây này, chú mình lang trèo lên để mà lấy cái tổ đó anh nhé. Tí chắc là cái tổ này khá là cao. Cái tổ hôm trước là mình thấy ở trong hùm ấy thì nó ở trong trong cái tre. Cái tổ kia thì chắc nếu mà lên thăm thì cũng gần bắt được rồi anh em ạ. Nhưng mà mưa quá không vào được. Còn là hôm nay lên chỗ chú thì đây, nó thao với ngọn cái tre. Chú bạn này tí nữa là bắt xuống mình sẽ review cho anh em xem. Trà mào núi. Trà mào ta thì khu vực mình chắc là nó sinh sản xong hết rồi anh em ạ. Nó cũng không có nữa, bố mẹ của nó này. Căng căng. Tình hình là có trèo lên trên ngọn của nó được không? Nếu mà trèo thì trèo lên trên cái tổ nó luôn. Xong rồi mang nó xuống. Trên này anh ạ. Cái cây của nó là cái cây này. Bây giờ nếu mà trèo lên là mình có thể trèo lên tầm chỗ này. Xong rồi kéo nó. Kéo nó về. Xong thì chờ cho cái lúc mà nó bỏ tổ, nó bay xuống. Nấp bắc phải qua nấp bắc xong rồi đi thử mất chân loạn tênh nào nhỉ Toàn. Tí chặt xuống này còn mỗi cái tổ. Ui. Trong mái nó về rồi. Bây giờ nếu mà có dây mình kéo về bên này. Phát hắn khát không rồi. Ôi, anh xuống đây nhìn nhá. Dây điện cắm nó có dây điện đấy. Xem cái dây điện kia nó có ấy không? Bán hát nó còn buồn, không có xài điện đấy. Bà ăn cục nó bị ăn tốc nó có tầm tài mến đó. Đây, cái cành này này, ở đâu cái cây này. Bây giờ làm kiểu gì cho nó
hạ xuống từ từ, nếu mà hạ xuống nhanh quá có khả năng cao là nó sẽ bay ra khỏi tổ luôn anh ạ. Nó bị rơi ra khỏi tổ luôn. Ôi ôi, vẫn được. Hay mang tăng công không phải thật thế này. Nó có hon không, hon không? Tao hon rồi rồi đấy. Ôi. Ôi. Máy không? U. Vẫn xịn, vẫn xịn. Anh Sơn ơi. Đây. Tay tay dài thói đi. Thấy chưa? À thấy rồi. Hai con sao ấy? Từ từ nhé. Đây kéo. Ừ. Được, kéo anh kéo lại rồi. Đấy, rồi. Bắt đi. Ôi trời ơi, hai con. Đột biến rồi. Ở đây. Một sợi. Chà mà núi anh ạ, đâu anh cầm xem. Chà mà đột quỵ. Ok chưa? Bây giờ nếu mà muốn bắt thêm là xuống xem cái tổm hôm nọ mình thấy ở suối ở trong hùm ý. Ok chưa? Cái tổ của nó giống như kiểu cái tổ cũ ấy nhở, hay là nó làm trong cái tổ cũ ấy sao ấy? Ngon ngay. Cái tổ phi cài khá gì nọ. Ừ. Cầm đây là vừa. Quá đẹp luôn. Mày mà cái lúc mà nó tha giá anh Sơn không mang mồi lên vấy mất. Không, anh thấy nó tha hay nó khai. Là núi. Rồi cái biển nó ché ở dưới. Quá lần rạp. May mà nó không rơi xuống. Bây giờ sóc còn nuôi con nào không? Xuống. Bộ câu này. Ô, bên này có con gì nó kêu ác thế nhỉ. Anh Sơn đây này, gà rừng đây này. Mang về mà lai. Chuột đi mất kì. Bây giờ nếu mà mình lười bón ý, mình cho vào lồng xong rồi ra treo ở cái cây vả kia, xong rồi cho bố mẹ nó về bón. Bón đâu, nó còn non thế này. Nó phải biết bay rồi nó bón. Hoặc là cái lồng trần. Quá ghê luôn. Tổ là chú chưa phát hiện ra đâu. Anh em mình lên hôm nay cứ thấy nó tha mồi xuống xong rồi mới để ý. Chỉ mới phát hiện ra anh em ạ. Ở nhà mình cũng có một tổ ấy, nên là để cho chú nuôi rồi không mang về nuôi á. Ôi rồi con tí nỉ này nó quá là lớn rồi anh ạ. Bây giờ mà mang nó ra thả ở ruộng thì có khả năng cao là nó tự biết cái man tốt rồi đấy. Đây có lồng cánh lồng kiếc ra rồi. Lồng chim này không biết là phân biệt nó kiểu gì nhưng mà phân biệt chống mái kiểu gì. Mình có để ý là cái con đây, con bên trên này, đấy con đang chạy ra bên này này. Con này nhỉ? Con bên này ấy, con này đấy mắt nó đỏ hơn, còn là con ở bên trên thì mắt nó hơi nhạt anh ạ, nó không đỏ ấy, kiểu cái con bé này. Con này có cái tên là Titi mắt đỏ cực đỏ mà. Tí nị mắt đỏ cực đỏ. Cái cây này mình bỏ cho nó coi như nó lên ở trên này nó nằm luôn. Xịn chưa? Đây là con dế này. Con dế này phải ngâm nước, bởi vì mình cho vào tủ lạnh như là nó cứng, với lại nó lạnh.
lạnh mà cho chim ăn thì con chim nó lại bị viêm họng ra, nên là phải ngâm với nước cho nó mát mát ra xong rồi mới cho con chim ăn anh ạ. Đây là tổ mào mà hôm qua mình bắt về này. Xịn chưa anh em ơi? Nào. Úi giời ơi. Còn mấy anh em kia thì nói nhau mắt rồi. Cái tổ này hơi chật anh em ạ. Nhưng mà chắc là tầm mai ấy thôi. Hôm nay thì nó vẫn chưa nằm ở trong tổ. Nếu mà hôm nay trời không mưa ấy thì mình sẽ sang cho nó ra lậu ở bên ngoài rồi, nhưng mà trời mưa quá anh em ạ. Mưa thì nó lạnh nên là cứ cho nó nằm ở trong tổ cho nó chắc chắn. Đây này. Ứ lông ống ra hết rồi mà. Tầm này thì nếu mà trên rừng là mình chỉ cần thò tay vào cái tổ nó phát là nó bay ra luôn. Quá ngon. Ê. Rồi, để em nó ra một bên. Bây giờ chắc là mình sẽ sang mấy con trà mào non này ra cái quả lồng này nhé. Cho vào cái lồng này cũng được, nhưng mà cái lồng này bây giờ nó chật anh em ạ. Chật với lại là khi mà nó bay qua bay lại thì lôi của nó dính vào phân ấy, nên là nhìn nó rất là ướt át luôn. Vì lồng nó chật mà, nó bé mà. Nên là mình sẽ sang nó ra cái quả lồng này cho nó rộng tí, cho nó thoải mái bay nhé. Tránh nhìn chào mình cho vào lồng bé quá lại bị yếu chân yếu tay, yếu chân yếu cánh, không được bay nhảy rộng rãi này. Bắt nó ra sang cái lồng này. Nào, thằng nào ra trước nào. Giời ơi. Đây là mà núi nè. Em mà núi. Ôi. Đừng đi đâu nhé. Ra bón cho mày luôn. Ngon chưa? Nào thằng nào nào. Ra đây. Mấy con màn núi là nếu mà ở trên rừng là không thể nào mà bắt được nó rồi anh em ạ. Nào hoa bông ra đây nè. Ê rồi. Ra đây hết đây. Nào ra đây ạ. Bây giờ ăn xong là phải vào lồng, tránh đề phòng rủi ro. Mày ăn một miếng rồi. Ở đây. Vào trong này. Ngon chưa? Quá tải chim rồi nhọ. Ê! Ô kìa. Ra bên này rồi. May mà nhà không có mèo. Nhìn cái đây. Thế nào. Đấy sờ rồi. Nào đây. Ôi. Một em nữa nè. Ôi rồi. Nhà nuôi chim non công nhận là nó dạo rực hẳn anh em ạ. Trước phải gọi là lú hết người luôn cho chim ăn này. Nào. Đấy. Tuyệt vời chưa. Rồi. Vào lồng. Một con cuối cùng đấy, đây nào. Thôi.
Thằng này còn có một tổ nữa. Nè, lên tay nè. Đó. Trời, quá tuyệt vời luôn. Ok chưa anh em ơi? Đây này. Cái này cho nó rộng. Bây giờ mình sẽ vào tách mỗi con trà màu má trắng ở trong AV của mình ra để mà gột mồi nhé. Ở trong AV này của mình thì hiện tại đang có 3 con trà màu má trắng. 3 con này thì nếu mà không muốn gột để làm mồi làm miếc sĩ thì mình có thể cho nó thay lông ở trong này xong rồi mới tách ra cũng được. Nhưng mà như kiểu đấy thì nó sẽ rất là nhát. Chim má trắng mà thay lông xong mà mình không tiếp xúc không là mang ra chăn thì nó sẽ rất là nhát luôn anh em ơi. Nên là mình muốn tách lên một con để mà mang ra gột để cho nó dạng người một tí nhé. Khi mà nó thay lông xong rồi lúc đấy là mình mang lên rừng thì sẽ không cần phải lợi một thời gian để cho nó thuần nữa. Thay lông xong phát là mình có thể mang đi rừng làm mồi luôn anh ơi. Đây này. Trong con là tách cái con cung của Hồng cho ra luôn. Cái con cung của Hồng này ban đêm mà nó cứ nhảy qua nhảy lại. Giống cái kiểu nó bị mộng du hay sao ấy, con chim, con cua xanh này này. Ban đêm mà đang ngủ tự nhiên nhảy pịch xâm phát. Mấy con chim ở trong này phô phô, kiểu như nó sợ ấy, nó hoảng ấy. Đúng là dọa người, con này. Chắc là mình tách cái con này xong rồi mang ra ở vì trước nhà luôn anh em ạ. Rồi, ok. Đây, mình có chiếm cái vật này. Vật này xong rồi tí nữa mình sẽ vù. Giờ mấy con chim ở trong này sao nó sẽ lứa hoảng hơn so với mình vào trong đấy mình bắt tay không này. Ôi. Mà đây con này anh ạ. Ê. Con này nhìn mẫu chim nó cũng khá là ok luôn. Ê. Rồi, ok. Mắt méo, đầu to. Con này là con mà có một cái sợi mờ ở trên đầu ấy. Con này nè, có một cái sợi mờ ở trên đầu. Dạng rồi, nó cũng khá là dạng người rồi anh ơi. Con này là cái con màu má trắng đầu tiên mà mình bẫy được trong năm nay. Và nó cũng là một con mà có một cái sợi mờ ở trên đầu luôn. Cái sợi mờ đấy không biết là nó đi đâu mất rồi anh ạ. Đây này. Nhìn nó rất là dạng người. Cái này nếu mà nó thay lông xong nó sẽ rất là nhát. Nhưng mà mình thay lông vừa để cho nó thay lông vừa chăm coi như là hầu phân hầu phết cho nó là khi mà nó thay lông xong là mình có thể mang đi rừng. Tập mang đi rừng được luôn anh ạ. Khỏi mất công phải mang nó thuần cho nó dạng người nữa thì nó rất là lâu. Đó. Yếu của nó đang xuống lông. Nhìn là nhìn nó kiểu hơi giống mái. Ok. Hàng khủng anh em ơi. Hàng khủng ở đây. Ở bên trong AV thì nó có 3 con, nó có 2 con rồi. Bây giờ thả thêm con này nữa. Mưa quá nhiều ạ, mưa nó ẩm ướt. Này, ra đây. Này, ôi dồi ôi. Chim say rượu này. Đó, đi đi. Wow, 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 wow. Thang này hỏng hết rồi anh em ạ. Trời mưa
nó mọc cả rêu cả nấm ấy rồi này. Là mồi của tương lai, quá là phóc luôn anh em ạ. Con này thì chắc là nó chỉ lên màu linh thôi, không thể nào mà ra màu lân được, bởi vì cái màu của nó kiểu nó không lổ lân anh em ạ. Ở trong AV thì cũng có một con mà nó lổ lân rồi, con đấy lổ lân rồi, nhưng mà mình sẽ không định gột nó để làm mồi. Mà để mà gột mồi thì mình nghĩ là con này, bởi vì mỏ nó rất là mỏng, chim mỏ mỏng thì thường thường là nó sẽ siêng mỏ anh em, để làm mồi đầu to mỏ mỏng. Ok. Anh em có thắc mắc là về con trà màu mơ không? Mình có một con trà màu mơ, mơ ở trên lưng. Để mình ra cho anh em xem. Đây đây, em nó đây. Em này là có một cái sợi mơ ở trên lưng. Đây anh em nhìn vào có thể thấy một cái sợi trắng bốp trên lưng ấy. Thì chắc là nhờ anh em sẽ chưa biết là trà màu có một sợi mơ ở trên lưng thì khi mà nó thay lông thì nó có giữ lại cái sợi mơ đấy không. Thì thật ra là có anh nhé, kết quả thật ra là có. Coi là cái sợi mơ ở trên lưng của nó là xuống lông trước nhất, xong rồi khi mà nó xuống lông xong rồi lại mọc lại thì cái sợi mơ kia lại vẫn có ra anh ơi. Đây này, ở trên vai của nó này. Nhưng mà để mình ra xa cho nó đứng này. Đó, anh em thấy chưa? Nó không dính ra một sợi đâu, mà ở cái phần mí mắt, ở trên cái trên gọi là trên mí mắt của nó còn có thêm một sợi nữa anh em ạ. Dính ra là chim mơ là nuôi rất là ok luôn. Con này đang xuống lông rất là ghê luôn anh nhé. Xuống được 70% rồi. Bây giờ đang phần đầu, phần lui, cánh thì vẫn chưa thấy xuống. Nó ra theo từng lớp mà. Màu con lộc cô của bạn thì cũng xuống lông rồi, con màu no là mình hay mang đi rừng thì cũng xuống lông rồi, đang trong quá trình ủ anh ạ. Đây một con này. Màu đang dọn sân cho nó. Mưa quá trời luôn anh em ạ, mưa từ nãy giờ vẫn chưa tạnh, ghê thật. Chiến binh lần đừng méo. Nhìn nó chất phết anh em ạ, con này. Lưng nó không méo là mà cái lông của nó ấy, cái lông của nó lại mọc ra. Mọc ra không biết là mọc ra kiểu gì mà nó kiểu xù ra một bên anh em ạ. Và bên này đây chính là mấy em hút mật. Đây, mấy em hút mật đây là mình đang vào cám bột cho nó. Sau 2 hôm, 3 hôm mình cho nó ăn cám xịt. Thì hôm nay là mình chuyển ra cho nó ăn cám bột anh nhé.
anh em mà để ý cái phân của nó này, cái phân của nó là da cám rồi anh em ạ. Khi mà nó ăn quen cám bột thì chắc là tầm 2 hôm nữa là mình sẽ chuyển ra cám viên, trộn là 50 viên và 50 bột, có nghĩa là trộn vào với nhau để cho nó vừa gấp bột vừa gấp viên là vào cám được anh em nhé. Nếu mà thấy nó ăn ý là coi như là thành công, còn nếu mà không có ăn, nó mà không ăn ý thì phải lại chuyển ra cám xịt cho nó nữa. Nhưng mà cám xịt cũng không ăn thì cho em nó về rừng. Ok thì chắc là video mình cũng phép dừng lại đây nhé. Nếu bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video theo. Bye bye.